Hãy đảm bảo bạn có nhiều cách để tìm thêm sự trợ giúp khi cần. Có 3 cách mà bạn có thể tìm thấy sự giúp đỡ. Có 2 cách được cung cấp bởi Nessus và 1 cách đã được cung cấp bởi chúng tôi. Hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào một công cụ mà Nessus đã cung cấp. Đầu tiên là thông qua trung tâm nhân viên trợ giúp. Bạn sẽ tìm thấy điều này ở đầu bảng điều khiển của bạn ở đây. Điều này sẽ đưa bạn đến một cửa sổ mới, nơi bạn có thể truy cập nhiều cách để hiểu bảng điều khiển, policy, báo cáo chi phí và thông tin cơ bản của trung tâm nhân viên. Phần lớn những gì bạn sẽ cần là ở đây, bao gồm cả cách sử dụng Nessus cho iPhone và Android. Nếu không thể tìm thấy câu trả lời của bạn trong những trang này, hãy nhấp vào nút trang chủ. Bây giờ bạn đang ở trang chủ của trung tâm trợ giúp Nessus. Hãy nhớ rằng bạn hiện đang ở trong một cửa sổ mới. Vì vậy, nếu bạn muốn quay lại trung tâm nhân viên Nessus của mình, bạn phải nhìn vào đầu trình duyệt của bạn để truy cập tab Nessus. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ từ tài liệu trợ giúp cho những câu hỏi thường gặp. Tuy nhiên, chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn cụ thể vào sự trợ giúp thứ hai, câu trả lời theo nguồn bổ sung Suisse Answers, là Nessus tự phục vụ hỗ trợ trang web nơi bạn có thể xem bài viết hỗ trợ và video huấn luyện. Chúng ta hãy nhấp vào Suisse Answers. Suisse Answers hiện đã được mở trong một tab trình duyệt mới. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thông báo và cập nhật cho hệ thống. Xin vui lòng không liên hệ với Nessus từ trang này. Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập help.crew.org, nơi bạn có thể truy cập thêm trợ giúp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về một cái gì đó rất cụ thể, hãy nhập nó vào thanh tìm kiếm ở trên cùng. Chúng ta cũng hãy xem các video huấn luyện trên Suisse Answers trong các nguồn bổ sung ở phía dưới bên phải. Nhấp vào video huấn luyện. Bạn hiện đang ở tại các trang video huấn luyện của Suisse Answers. Ở bên trái, bạn có một danh sách các chủ đề, trong đó có nhiều video trong mỗi chủ đề. Chúng ta hiện đang ở tại bắt đầu, và ở đây bạn sẽ thấy tùy chọn để xem 13 video. Đây là những cách mà Nessus đã cung cấp để trợ giúp bạn. Cuối cùng, chúng tôi đã thiết lập trang web trợ giúp của riêng mình mà bạn có thể truy cập thông qua trang chủ Nessus liên kết đến hệ thống trợ giúp toàn cầu của chúng tôi. Bây giờ chúng ta hãy quay lại tab trang chủ Nessus của bạn ở đầu trình duyệt của bạn. Ở bên phải biểu tượng trang chủ, bạn sẽ thấy menu thả xuống trợ giúp. Bạn sẽ muốn cuộn đến chỗ trợ giúp Staff và sau đó nhấp vào. Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các video bắt đầu của chúng tôi. Trong mỗi chủ đề, bạn sẽ tìm thấy nhiều bài viết, video và công cụ để cung cấp thông tin mà bạn cần. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Bạn có thể truy cập help.crew.org và ở đó sẽ có thể liên hệ trực tiếp với ai đó có thể giúp đỡ về Nessus cho bạn.